Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận tóc cần Bitdotmon nha các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình tắt chatbot đúng không? Rồi. Mình sẽ get được 666 triệu tóc cần B có hiệu là BSM nè các bạn. Rồi. Này giữ cái tài. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi bạn mới đắp rồi nè. Tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nè. Xin kênh YouTube nè các bạn đăng ký nha các bạn. Sau đó bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục follow tờ Twitter và tờ Twitter nè các bạn. Xin tờ Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn mới đắp lên. Tiếp tục follow Facebook nè. Like và tan ba người bạn mình không thắng làm các bạn. Đây có bài nào cơ không? Rồi bạn thích. Trên Facebook thì bạn bấm thích nha các bạn. Rồi bạn chờ chút xíu được bạn. Được rồi. Rồi bạn bấm đáp luôn đi các bạn. Rồi bạn bấm vào submit đi tên. Chào bạn hồi tới. Bot sáng giờ gặp bot gì không? Rồi các bạn, sau đó thì bạn bấm vào mục OK nha các bạn. Rồi, trên copy link channel submit YouTube channel link. Rồi, tiếp tục thì các bạn copy cái link YouTube như mình nha các bạn. Để mình lấy link. Rồi, trên kênh YouTube, bạn mở YouTube mình ra nhấp vào Amata của mình, nhấp vào kênh của bạn, nhấp vào bạn cùng nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép đường link YouTube mình nha các bạn, gửi cho bot. Rồi, tiếp tục submit send name Facebook. Send name Facebook continue. Rồi, tiếp tục thì bạn mở Facebook mình ra nè các bạn. Rồi, trên Facebook thì bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Rồi, nhấp vào avatar của mình. Nhấp vào ba anh cùng nè. Rồi, các bạn sao chép Facebook mình nha các bạn. Đây là cho bot. Rồi, các bạn chỉ lấy username mình thôi nha các bạn. Rồi các bạn thêm mã cộng đi các bạn. Đây là cho bot nè. Rồi, submit link request cho tăng ba người bạn đem lấy ba người bạn mình. Nhiệm vụ này thì các bạn trở về tờ Twitter của các bạn đi các bạn. Rồi, các bạn like nè. Các bạn kịch dẫn với tăng ba người bạn mình vào các bạn. Rồi sau đó các bạn bình luận luôn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn điện lại username tao Twitter mình nha các bạn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ bên bì sở mặt trên bet 20 trên dưới chocolate mình nha các bạn. Các bạn sao chép gửi lại cho bot nè. Rồi sau đó bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 660 triệu token BCM nè. Bạn gì đánh ghép chia sẻ trong về những cái thằng đi kiếm token các bạn. Vậy video mình đang kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nha.